qua thôi, cả cõi mạng đang xôn xao trước bài đăng của một cô gái tên là TV tố nam ca sĩ Jack khi có mối quan hệ yêu đương với cô thì đã bắt cá nhiều tay và còn có con với Tiana trước đó rồi. Trong khi cô gái này có động thái liên tục thì phía Jack lại vẫn chưa lên tiếng gì cả. Câu chuyện có lẽ sẽ không khiến khán giả sốc nặng khi mà trưa nay ngày 8 tháng 8, cô nàng Thiên An đã chính thức xác nhận chuyện có con đầu lòng với Jack. Trên trang cá nhân Facebook của mình, Thiên An viết một tâm thư rất dài, cô nhắc đến đối phương với cách gọi chung là anh và mình, chứ không đề cập trực tiếp là tên Jack. Có lẽ thì cô làm vậy để dân tình không cho rằng cô đang cố tạo scandal. Thiên An còn đăng loạt ảnh trong thời gian mang thai và hé lộ cận mặt con gái. Thiên An thừa nhận chuyện có con với Jack là sự thật và hé lộ cả hai đã quen được hơn 2 năm nhưng lại chia tay sau 21 ngày cô hạ sinh con gái đầu lòng với nam ca sĩ Jack vì cô phát hiện Jack yêu đương cùng lúc 2-3 người con gái khác trong khi mình đang mang thai. Đáng nói hơn nữa là gia đình hai bên đều biết chuyện của Thiên An và Jack. Thiên An nói mẹ của Jack hàng tháng đều gửi tiền chu cấp cho cô để chăm con nhưng điều cô cần hơn hết chỉ là sự quan tâm. Thiên An cũng khẳng định việc chọn nhầm người và đau đớn vì khiến đứa bé không có được tình thương hoàn hảo từ cả cha lẫn mẹ. Đặc biệt hơn nữa thì trong status này Thiên An còn công khai luôn ảnh cận diện mạo bé Yên Đan mà như cô nói đó là con đầu lòng của cô với Jack. Hình ảnh bé Yên Đan nhanh chóng gây chấn động mạng xã hội. Dưới phần bình luận, hàng loạt khán giả đều nhận xét bé Yên Đan trông giống Jack như lột. Nhiều người gửi lời cầu bình an và hạnh phúc đến với em bé. Chưa dừng lại ở đó, sau khi đăng tâm thư và không nhắc trực tiếp tên Jack, Thiên An đã bị cộng đồng mạng tấn công dồn dập. Trước điều này, Thiên An đã tự tay đăng luôn phiếu chứng sinh của con gái, hoàn toàn trùng khớp thông tin trong giấy tờ liên quan đến con của Jack bị lộ trước đó. Không chỉ thế, Thiên An còn thể hiện thái độ kiên quyết và chắc chắn với mọi phát ngôn khi nhấn mạnh, hoàn toàn là sự thật, mình xin chịu trách nhiệm hình sự nếu dối gian. Đồng thời, Thiên An cũng chỉnh sửa bài viết và nhắn trực tiếp đến Jack, mình và Jack, chị Trần Phương Tuấn, quen nhau đến nay đã hơn 2 năm rồi, tụi mình quen nhau cả hai gia đình đều biết, chấp nhận cho chúng mình quen nhau. Thái độ kiên quyết và mạnh mẽ của Thiên An khiến khán giả càng có cơ sở tin vào câu chuyện Jack có con với Thiên An. Về phía Jack, anh vẫn chưa có động thái hay lời giải thích nào cho khán giả. Thực hư ra sao chắc vẫn phải chờ khổ chủ Jack lên tiếng, nhưng dân mạng đã thực sự được một phen sốc nặng với tin tức Jack có con này. Mà các thánh soi thì lại được dịp thể hiện tài năng khi chỉ ra những điểm chứng minh Thiên An ở chung với Jack thời gian mang bầu. Như là sàn nhà tại phòng riêng của Jack và nơi Thiên An check-in khoe bụng bầu rất giống nhau. Rồi cả hai cũng bị soi cùng nuôi một chú mèo bên trong nhà. Khung cửa màu đen cạnh Jack và trong bức ảnh của Thiên An cũng có nét tương đồng. Nhà riêng của Jack có tường trắng và thiết kế khá đơn giản, hao hao với nơi mà Thiên An từng check-in trong lúc mang thai. Thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của blog giải trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.